Đây là cửa biển Tam Quan nè. Đó. Sát vách núi. Phía đằng xa kia là chỗ tàu thuyền ra đó. Bên ụ cát phía trước mặt là cái chỗ mà Phinh Thiền Chánh. Chỗ đó là cát bồi đó. Đây. Tàu. Rất là nhiều quá. Chỗ tàu đậu nè. Tại dãy núi này dãy núi Trường Xuân, bên kia là Quảng Ngãi. Cửa biển Tam Quan. Chỗ này đẹp nè. Nước dâng nó đây luôn nè, lúc mà nước dâng tự dâng lên đúng không? Quá trời cát luôn, vô từ lúc này luôn.